Tai biến mạch máu não hay đột quỵ là căn bệnh rất phổ biến hiện nay, gây tử vong đứng hàng thứ ba sau ung thư và tim mạch, đứng thứ hai trong nhóm nguyên nhân gây ra các chứng tàn tật như liệt nửa người, méo miệng, liệt toàn thân vân vân. Theo thống kê trên thế giới, cứ 45 giây lại có một người bị tai biến. Với tính chất nguy hiểm, cấp tính, cửa sổ điều trị hẹp, do đó bệnh nhân cần được chẩn đoán sớm để được cấp cứu nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng do tai biến mạch máu não. Vậy tai biến mạch máu não là một căn bệnh như thế nào và cách phòng ngừa bệnh ra sao? Phương Hiếu xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cẩm Nang Sống Khỏe. Và thưa quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình này. Và chắc chắn rằng chương trình sẽ lại mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về y tế rất cần thiết. Đặc biệt hôm nay về một căn bệnh mà nghe qua rất là khủng khiếp mà chúng ta nếu lỡ bị mắc phải thì cũng phải rất đề phòng vì không biết cách phòng trị như thế nào. Đó chính là căn bệnh tai biến mạch máu não đang rất thường gặp và phổ biến hiện nay. Và để giải đáp những thắc mắc xoay quanh căn bệnh này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Lệ Nga, nội khoa tim mạch bệnh viện Nguyễn Tri Phương để cùng giao lưu với quý vị nha. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Phương Hướng, xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ thân mến, qua đoạn video clip vừa rồi thì có lẽ không chỉ riêng bác sĩ mà cả quý vị khán giả nữa chúng ta cũng đã biết tìm hiểu về căn bệnh tai biến mạch máu não. Vậy thì cụ thể xin mời bác sĩ cho quý vị khán giả được biết căn bệnh tai biến mạch máu não là căn bệnh như thế nào ạ? Tai biến mạch máu não là một cái căn bệnh còn gọi là đột quỵ thì chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là thiếu máu não chiếm khoảng 71%, và cái nhóm thứ hai là xuất huyết não chiếm khoảng 26%, còn lại là những trường hợp khác. Như vậy là căn bệnh tai biến mạch máu não là nó do nhiều cái trường hợp dẫn đến căn bệnh đó phải không ạ? Vậy thưa bác sĩ, như vậy thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến căn bệnh này là gì ạ? Nguyên nhân chủ yếu của căn bệnh này là tăng huyết áp. Tăng huyết áp. Đa số các trường hợp. Và cái đột quỵ là tình trạng thiếu máu não. Nó có thể do là giảm thể tích tuần hoàn, tức là giảm cái lượng máu đến nuôi não. Và có thể do những cái huyết khối nó nằm trong cái mạch máu não. Và có thể nó do cái tắc cái động mạch ở dưới. Và cái xuất huyết não á, thì nguyên nhân chính của nó là tăng huyết áp. Và có thể một phần nhỏ là vỡ cái dị dạng mạch máu não. Dạ thưa bác sĩ, Phương Hiếu được biết là với căn bệnh tai biến mạch máu não thì nó thường gặp ở những người lớn tuổi. Vậy không biết là đó có phải là độ tuổi thường gặp của căn bệnh hay không? Hay là căn bệnh này nó phổ biến ở nhiều độ tuổi khác nhau thưa bác sĩ? Dạ, cái tai biến mạch máu não á, thì cái nguyên nhân chính mình biết đó là do tăng huyết áp. Thật ra cái tăng huyết áp này thường á, là xuất hiện ở những người lớn tuổi. Một số ít rất nhỏ là người trẻ tuổi. Thì cái 95% á, tăng huyết áp á, là vô căn, tức là không có nguyên nhân. Và những cái người lớn tuổi, thí dụ như người nam trên 55 tuổi, nữ thì trên 65, và cái tỷ lệ người nam bị tai biến thì sẽ nhiều hơn người nữ. Và những người bị ví dụ những người tăng huyết áp nè, tiểu đường, hút thuốc lá nè, béo phì, sơ vữa động mạch. Rõ ràng là nghe bác sĩ chia sẻ thì mỗi cái thể trạng của mỗi người với những cái nhu cầu sống và cái cách sống hàng ngày nó khác nhau thì nó có những cách điều trị cũng như ngăn ngừa căn bệnh này khác nhau. Nhưng có một trường hợp Phương Hiếu thấy là không biết phải làm như thế nào. Tình cờ người bạn của Phương Hiếu ở nhà thì có bố là bị mắc bệnh tự nhiên đột quỵ trong một buổi tập thể dục buổi sáng và đã qua đời. Thì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta không thể nào biết cơn đột quỵ tự nhiên nó đến phải không ạ? Như vậy thì với những người thân ở nhà mà tình cờ đột nhiên bị đột quỵ thì chúng ta nên có những biện pháp như thế nào để phòng ngừa cũng như là điều trị kịp thời ngay lúc đó để qua khỏi cơn nguy kịch không dẫn đến tử vong thưa bác sĩ? Nếu mình phát hiện bệnh nhân bị đột quỵ thì mình phải có thái độ xử trí rất là nhanh. Thì có hai tình huống. Nếu mà bệnh nhân bị đột quỵ á, mà do thiếu máu não thì thường á, là triệu chứng nó nhẹ. Bệnh nhân có thể bị ngã do liệt nửa người, có thể méo miệng hoặc là bị liệt mặt. Và diễn tiến của nó thì chậm, diễn tiến xấu nó chậm. Còn nếu bệnh nhân bị xuất huyết não á, thì tình trạng rất là nặng và diễn tiến xấu nó rất là nhanh và bệnh nhân thường là hôn mê. Thì khi á, mà mình phát hiện người nhà của mình bị đột quỵ thì thứ nhất á, là mình phải gọi cấp cứu ngay trong vòng 10 phút. Tức là khi biết đến khi gọi cấp cứu là 10 phút. Rồi xong á, là mình một người, nếu mà có hai người, một người sẽ đỡ bệnh nhân, mình giúp cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đang ngồi hoặc là mình phát hiện liền thì mình đỡ không cho bệnh nhân té. Rồi mình cho bệnh nhân nằm chỗ thoáng mát. Rồi đầu á, thì phải nằm nghiêng một bên. Nếu bệnh nhân có nôn ói thì mình phải móc hết đàm nhớt ra hoặc là thức ăn ra để tránh đặt vô phổi. Rồi á,
tuyệt đối không cho bệnh nhân uống một cái thuốc hạ nào cả. Tuyệt đối là không chờ đến bệnh nhân khỏe lại hay không rồi mới đưa vô bệnh viện, mà mình phải gọi ngay cấp cứu trong vòng 10 phút, và cấp cứu từ lúc được gọi cho đến lúc tới nhà bệnh nhân tốt nhất là trong vòng 20 phút. Dạ. Và rõ ràng với những chia sẻ đó thì có một số cái điều mà thường ngày chúng ta hoàn toàn nghĩ sai về cái cách sơ cấp cứu ngay tại nhà cho người bị tai biến, là thường cứ thấy tai biến, cứ thấy bị người bệnh bị ngồi một chỗ hay là bị trong một tư thế khi mà liệt nửa người thì lại cứ cho uống thuốc, phải không ạ? Uống thuốc hạ huyết áp nhưng mà lúc đó thì không có tốt. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của bác sĩ với trình tự như vậy thì hy vọng quý vị sẽ có cách sơ cứu tốt nhất ngay tại nhà để mau chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Và bác sĩ thân mến, với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã nhận được rất là nhiều những chia sẻ, những thắc mắc từ phía quý vị khán giả. Sau đây là một thắc mắc của chị Thu. Chị đã cho biết như thế này, mời bác sĩ tư vấn ạ. Trong thư thì chị cho biết là chồng của chị bị tai biến đã 4 năm do bị sơ vữa động mạch, và sau khi điều trị đã bình phục và đi lại được, nhưng chân tay vẫn bị yếu. Vậy xin bác sĩ hướng dẫn cách khắc phục và nên dùng thuốc gì để điều trị cho anh có thể đi lại bình thường. Và xin mời bác sĩ tư vấn giùm chị Thu ạ. Dạ, cảm ơn. Xin chào chị Thu và cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì qua câu hỏi thì được biết chồng chị bị tai biến mạch máu não do sơ vữa động mạch đã 4 năm. Thì hiện tại vẫn còn chưa đi đứng được, vẫn còn liệt nửa người. Thì thứ nhất là cái hậu quả của nó là anh có bị cao huyết áp hay không, tức là phải tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế, và sau đó người nhà sẽ tập thụ động cho anh nếu mà anh bị nặng, và sau đó nếu mà đỡ rồi thì anh có thể tập chủ động và luôn luôn phải vận động để đừng bị teo cơ, đừng bị cứng khớp, và cái hồi phục này sẽ phải từ từ chứ không có thể nhanh được. Thì với câu hỏi này thì sau khi mình đã điều trị nguyên nhân của cái tai biến mạch máu não của anh thì mình khắc phục, có thể là mình xài những cái thuốc làm tăng tuần hoàn não, tăng lượng máu lưu thông tới não để mà khắc phục cái tình trạng liệt có thể khá hơn. Dạ, cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Và đúng như vậy ạ, Phương Hiếu vẫn nghe nói với những người bị tai biến mạch máu não và nguy cơ bị liệt á, thì chúng ta nên tập vận động theo những bài vật lý trị liệu mà bác sĩ hướng dẫn, thì đó cũng là cách tốt nhất để phục hồi thôi. Nhưng mà bác sĩ ơi, có một thắc mắc nữa là không biết với căn bệnh tai biến mạch máu não, một người nếu lỡ đã bị căn bệnh đó rồi và điều trị được rồi thì có nguy cơ tái phát lại nữa hay không thưa bác sĩ? Cái câu hỏi này đó thì cũng hay, và cái nguy cơ mà bị lại lần hai có, và một người đã bị tai biến rồi có thể bị lần hai, lần ba, và lần sau sẽ nặng hơn lần trước. Nặng hơn lần trước ạ? Dạ. Đúng rồi. Cho nên á, là khi bệnh nhân đã bị tai biến một mạch máu não một lần là phải tuân thủ điều trị. Dạ. Phải tái khám và uống thuốc thường xuyên theo dõi. Thí dụ nguyên nhân của nó là cao huyết áp thì mình phải giữ huyết áp ổn định và phải điều trị thường xuyên. Rồi nếu mà do sơ vữa động mạch thì mình cũng phải giảm mỡ máu. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì rõ ràng là như bác sĩ chia sẻ, mỗi cái nguyên nhân, cái nguyên cơ để dẫn đến căn bệnh tai biến mạch máu não thì chúng ta nên trị cái nguồn gốc của cái bệnh đó trước để tránh nguy cơ mà nó dẫn đến tai biến, phải không ạ? Và thưa bác sĩ, sau đây sẽ là một câu hỏi nữa từ đoạn video clip mà khán giả đã gửi về, mời bác sĩ cùng theo dõi với Phương Hiếu. Dạ thưa bác sĩ, tuần vừa rồi em đã có đưa mẹ em đi khám và chuẩn đoán, thì bác nghe chuẩn đoán là bị sơ vữa động mạch cạnh trung, sơ vữa động mạch cạnh ngoài và động mạch dưới đòn. Vậy thì theo bác sĩ thì bệnh này có nguy hiểm đến sức khỏe không, và mức độ nguy hiểm như thế nào, và bác sĩ có thể tư vấn giúp em được không? Em cảm ơn bác sĩ ạ. Về câu hỏi này á, thì bệnh nhân bị hẹp nặng động mạch cạnh trung, động mạch cạnh ngoài và động mạch dưới đòn. Thì xin hỏi là bệnh nhân đã được siêu âm rồi thì cái tỷ lệ hẹp là bao nhiêu? Nếu tỷ lệ hẹp trên 70%, bệnh nhân chưa bị tai biến lần nào thì nên đặt stent động mạch cảnh hoặc là động mạch dưới đòn. Nếu mà bệnh nhân đã bị tai biến một lần mà hẹp trên 60% thì mình đã nên đặt stent để ngừa cái đột quỵ sau này. Dạ. Và như vậy là rõ ràng với những cái trường hợp mà bác sĩ đưa ra thì hy vọng quý vị sẽ có những cách phòng ngừa tốt nhất cho người bệnh ở nhà. Và đặc biệt là một cách đơn giản là khi có những căn bệnh về tim mạch hay là về mạch máu thì chúng ta nên đến tư vấn ngay bác sĩ ở gần nhà nhất là điều tốt nhất, chứ không nên sử dụng những cái phương pháp dân gian hoặc là những cái truyền miệng mà nghe người ta nói thì không tốt, phải không ạ? Đó là cái ý thức chung. Và thưa quý vị, sau đây nữa thì sẽ là một thắc mắc của quý vị khán giả gửi về từ tổng đài của chương trình là 1900 55 55 25 với nội dung như sau. Tôi năm nay hơn 55 tuổi,
Gần đây do áp lực công việc nên tôi thường xuyên bị stress và bắt đầu có dấu hiệu tăng huyết áp. Tôi nghe nói hai yếu tố này rất dễ gây tai biến mạch máu não. Xin hỏi bác sĩ có đúng không và phải phòng ngừa như thế nào? À, xin mời bác sĩ ạ. Dạ, xin chào anh ạ. Cái câu hỏi của anh thì cũng rất là thực tế. Thì cái tuổi của anh là thứ nhất anh giới tính là nam, thứ hai là tuổi trên 55 là cũng nguy cơ cao của tăng huyết áp và tai biến mạch máu não. Cho nên á là anh phải theo dõi. Thứ nhất là mình phải biết để mình phòng bệnh. Thì thứ nhất á là anh phải biết trị số huyết áp của anh để mà mình biết mình đang ở cái giai đoạn nào. Ở những bệnh nhân này thì mình chưa cần dùng thuốc mà mình phải thay đổi lối sống và cái chế độ ăn thích hợp. Để cái phòng ngừa cái bệnh cao huyết áp á thì mình cái chế độ ăn thứ nhất mình phải giảm ăn mặn. Thì giảm ăn mặn á thì hiện nay á cái chế độ ăn của mình á là phải dưới 6 gram muối một ngày, là cái chế độ ăn mình nêm hơi lạc và mình không chấm, không nêm thêm. Yeah. Và cái chế độ ăn của mình á là phải ăn nhiều rau, nhiều trái cây, nhiều chất xơ. Và mình phải giảm cái chất béo bão hòa. Và rõ ràng là với phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì cũng đã liệt kê rất là đầy đủ cho tất cả mọi người luôn, chứ không phải là chỉ riêng tư vấn cho anh vừa rồi. Nên Phương hy vọng là quý vị khán giả sẽ có thật nhiều những kiến thức cần thiết để đề phòng cái căn bệnh mà tai biến mạch máu não, một căn bệnh rất là nguy hiểm. Và bác sĩ ơi, như vậy thì cho Phương hiếu hỏi, với những người bị bệnh tai biến mạch máu não rồi thì chúng ta sẽ có chế độ chăm sóc như thế nào ạ? Đối với những bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não thì chăm sóc thì thứ nhất là mình phải điều trị cái căn nguyên. Dạ, là những cái nguồn bệnh. Là những căn bệnh đã gây ra. Khi mà chăm sóc tại nhà thì đối với bệnh nhân, có những bệnh nhân liệt nhiều, liệt ít. Nếu bệnh nhân nằm liệt giường á, nặng á, thì mình phải cho bệnh nhân nằm xoay trở chứ không có nằm ngửa hoặc là nằm nguyên một chỗ lâu quá. Dạ. Mình phải dựng bệnh nhân dậy để vỗ lưng để tránh ứ động đàm gây viêm phổi. Khi bệnh nhân ăn á là mình phải cho bệnh nhân ngồi chứ không được nằm, nằm thì sẽ sặc vô phổi. Rất có những trường hợp là chết ngay tức thì, dẫn tử vong, tắc nghẽn đường thở. Cho nên á là những bệnh nhân đó mình phải chăm sóc rất kỹ. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những chia sẻ rất là đầy đủ, rất là cặn kẽ trong chương trình ngày hôm nay. Thì Phương Hiếu tin chắc rằng với những người nếu lỡ chẳng may đã có người nhà bị tai biến mạch máu não, chúng ta cũng đã biết được những kiến thức cần thiết để chăm sóc, cũng như với những ai muốn phòng ngừa căn bệnh khá nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến tử vong này. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham dự chương trình. Và quý vị ơi, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc xoay quanh những căn bệnh của cuộc sống hàng ngày, muốn bác sĩ chương trình tư vấn thì đừng ngần ngại, hãy gửi về chương trình theo 3 cách. Cách thứ nhất, quý vị hãy gửi thư về Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Tuổi Trẻ Việt, số 2/5, đường Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và cách thứ hai, quý vị hãy gửi thư về địa chỉ email tuoitrẻviet.ttv@gmail.com. Và cách thứ ba là một cách vô cùng đơn giản, chỉ cần nhấc máy điện thoại và gọi đến số tổng đài 1900 55 55 25 và làm theo hướng dẫn quý vị nhé. Còn bây giờ Phương Hiếu và bác sĩ xin được phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.